Hôm 14 tháng 7, Ukraine thừa nhận cuộc phản công đang diễn ra ở miền Đông và miền Nam chưa đạt được những bước tiến nhanh chóng. Quan chức đứng đầu văn phòng tổng thống Andriy Yermak nói, hiện tại cuộc phản công không tiến triển quá nhanh. Ông đồng thời thừa nhận rằng các cuộc giao tranh rất khó khăn. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 14 tháng 7 nhận định lực lượng Nga đang dồn toàn lực để ngăn bước tiến của quân đội Ukraine ở khu vực phía Nam và phía Đông. Tuy nhiên, ông Yermak cho hay, các đồng minh phương Tây không gây áp lực để Ukraine tiến nhanh hơn mà luôn sẵn sàng hỗ trợ. Vị quan chức được xem là cánh tay phải của Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý thêm rằng, những thành công của Ukraine trên chiến trường ảnh hưởng đến mọi thứ đang diễn ra. Ông Yermak cũng khẳng định Kiev sẽ không đàm phán với Nga cho đến khi Moscow rút quân khỏi Ukraine. Hôm 13 tháng 7, Giám đốc phụ trách tác chiến tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Douglas Sim cũng nhận định rằng lực lượng Ukraine đang đương đầu với những trận chiến khó khăn. Bình luận về tốc độ phản công chậm, ông Sim nói quân đội Ukraine đang sử dụng thiết bị mới trong khi bị pháo kích và không kích, chưa kể những bãi mìn rộng lớn. Tuy nhiên, ông Sim cho rằng trong hoàn cảnh đó, Ukraine vẫn nỗ lực đáng kể để có thể tiến được hàng trăm mét mỗi ngày. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,